kỷ niệm. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng thiền đường đại chúng. Hôm qua thì con lên thiền đường, lên chùa thì con thấy một cái câu mà thầy cũng hay khai thị, đó là phụng sự chúng sanh cúng dường chư Phật. Thì con xin thầy khai thị cái câu này, ý nghĩa của câu này cho chúng con có thể là hiểu và hành pháp theo. Con xin cảm ơn thầy. Cái đó nói trên cái sự hành này, nói sự dụng công, tại vì do cái hành trên cái giống như mình nói ví dụ thăm thiền đi, nó là khởi được cái niệm bát nhã đó, khởi được cái quán chiếu bát nhã, nó phải được giản, phải là dễ. Thăm thiền khởi được cái nghi trình, không phải là đơn giản dễ, nhưng mà không phải khó mà mình không làm. Khó của nào cũng là khó, bằng trời lên trời cũng phải làm, thì nó mới vượt ra được cái biển sinh tử. Thì cái lời của Phật nói phụng sự cho chúng sanh, tức cúng dường chư Phật, tức là nói lên cái sự hành động, cái sự làm mà phá ngã chấp á. Tại mình làm cái gì á cũng nguyện chúng sanh hết á, đó là phụng sự chúng sanh. Để làm cho chúng sanh, nó phải làm cho bản thân. Nếu làm bản thân là làm trên cái ngã chấp, làm trên cái vô minh, làm phân biệt cái sự cầu, sự đắc, sự sở, mà hầu hết chúng ta ai cũng được như vậy cả. 100 người là đúng 100 người, tức là chúng sanh thì có hiện cái ngã và ngã sở, ta và cái của ta, cho nên mới sai lầm. Cho nên cái pháp thì pháp ta mới đúng, pháp người không đúng cũng là sai lầm, nó không phải nghĩa bát nhã trong đây. Hay là phân ra tôn giáo, hay là phân ra nhánh này nhánh kia, cao thấp bất đồng, nó đều là cái sự phân biệt, đều là lọt vào cái ngã chấp vô minh cả. Làm sao mình lấy cái pháp, mình luận trên cái pháp, nói cái pháp mà nó quét sạch những cái vô minh ngã chấp, tháo gỡ tất cả những cái dính chặt sai lầm, thì cái đó mới là cái nên, đó mới là cái chánh pháp của Phật đó. Đã nói đến cái chỗ cuối cùng rốt ráo là phải như vậy á. Nhưng mà người ta thì hay bị, nếu là trung hạ căn á, thì Đức Phật phải nói cái phương tiện thấp dưới phát Bồ Đề Tâm và phải hành Bồ Tát Đạo. Mà Bồ Tát nghĩa là phải lợi tha, chứ không được chỉ lợi về mình, tự lợi về mình với lại người á bình đẳng. Cho nên tất cả những cái hội đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, chúng sanh đệ tử bằng nhau rồi để trở thành Phật đạo. Nhưng mà khác thì nói là mình làm cho mình, làm tức là làm cho người cũng đã làm cho mình rồi á, nếu mà không có phân biệt cái đó thì đó là cúng dường chư Phật, đó là cái đi đến chỗ bát nhã, cái hành đó dần đến cho bát nhã. Nếu mà thực sự như vậy, cho nên tại sao mà trong cái tỳ ni nhật dụng, chư tổ sư thường hay dạy cho những người mới tu như Sa Di á, phải ứng dụng thực hành. Mà ngài Quy Sơn cũng nói nữa, ngài Sơn nói tỳ ni pháp tịch tằng vị tha bồi, liễu nghĩa thượng thừa khởi năng phân biệt. Tỳ ni pháp tịch mà chưa từng á, tha bồi là thao dược, tức là hành trì đó, bồi là bồi dưỡng, liễu nghĩa thượng thừa, cái liễu nghĩa, cái nghĩa bát nhã, cái nghĩa bất nhị, làm sao mà phân biệt được, không có phân biệt được, lấy cái vô minh để mà phân biệt được, cho vô minh đó là bát nhã, nó sai lầm, từ sai lầm đến sai lầm. Nên cái nghĩa mà phụng sự chúng sanh cúng dường chư Phật, tức là đem cái bát nhã này cúng dường Phật đó, trong đó cũng là mình đó, cũng có mình trong đó nữa. Cho nên khi mà kiến tánh đó, cúng dường á mười phương hằng hà sa số chư Phật, cũng tức là cúng dường chính mình, cho nên nó là cái điều dễ dễ thứ nhất, khỏi cần cúng dường đâu xa nữa đó. Tại cái mình đó là chư Phật, Phật mình đâu khác, thì nó là chỗ bất nhị, chỗ cái bát nhã hoàn toàn. Thì á, trong cái tỳ ni nhật dụng của Phật á,
sáng ra dậy lên đó gặp Phật đó, gặp thấy Phật tướng hảo, thấy Phật tướng hảo phải đưa nguyện chúng sanh thành Phật, tựu Phật thân chứng vô tướng pháp, để nguyện chúng sanh trong đó có mình y như vậy đó cũng thành tựu được cái thân Phật giống như vậy. Cho đến ra rửa tay cũng là dĩ thị tức là lấy nước rửa tay nguyện cho chúng sanh đắc được cái tay thanh tịnh thọ trì Phật Phật pháp, cũng muốn chúng sanh thọ trì cái chánh pháp, cái Phật pháp để giải thoát. Ví dụ hướng cho chúng sanh đó là phụng sự chúng sanh, đó là cái tâm nguyện hướng về chúng sanh, thì cái hành động hướng về chúng sanh, suy nghĩ cũng cho chúng sanh, mà suy nghĩ cho chúng sanh là không cho mình, tức là đang tham thiền thì tất cả là cho chúng sanh. Chúng sanh có chửi mắng mình, chúng sanh có làm cái gì mình cũng tất cả nguyện chúng sanh hết, giống như Thường Bất Kinh Bồ Tát cứ ca tụng mấy các vị đời sở thành Phật, tôi không dám kinh quý ngài đời sở thành Phật, đã có chửi mắng cũng tôi chẳng dám kinh quý ngài đời sở thành Phật, cái lấy cây đánh đập, lấy đá ném chọi á, cũng chạy đứng ra phía xa, đứng ra xa mà cũng quỳ lại chẳng dám khinh quý ngài sẽ thành Phật. Đó là cái hạnh Bồ Tát gọi là thường bất khinh phá ngã chấp, thì đó là cái phương tiện mà Đức Phật bày ra, đủ phương tiện phụng sự chúng sanh, cúng dường chư Phật, tôn trọng chúng sanh từ cái đến kẻ ác kẻ xấu những cái tâm niệm không đúng không tốt cũng bình đẳng. Mà cái đó là trên cái ứng cơ, trên cái đối đãi tương đối, nếu là chúng ta hành được công phu tham thiền đề thọ đầu khởi nghi tình, chính nghi tình làm được hết tất cả đó. Nó là cái áo nhu hòa nhẫn nhục, tức là áo của Phật mà, áo của Như Lai, áo nhu hòa nhẫn nhục. Mà khi mà thực hiện được cái công phu, nếu như khoác được chiếc áo đó, mình không có phân biệt thế nào trong tương đối nữa, tốt hay xấu, buồn hay vui, được hay mất, có hay không, vân vân, tất cả tương đối đều là vấn đề. Thì cái sự tu tập nên là tham thiền như vậy, đề thoại đầu khởi nghi tình, chỉ chăm hẳm trên cái sự công phu, sự tu tập, giống như là công phu chưa được phải làm sao công phu cho được. Mà chưa tổ hay ví dụ hay nói nghi tình chưa khởi phải tham cho đến khi nào nghi tình phải phát khởi, tức là lấy cái phát khởi được nghi tình phát khởi phải làm sao cho tới ngộ kỳ hạn, vân vân. Thì đó là những cái chư tổ luôn luôn sách tấn, luôn luôn khích lệ cho người tu, người tham học á, phải trên cái công phu là chánh, chứ không trên cái cảnh duyên tương đối là chánh, tất cả tùy duyên là tùy duyên bất biến. Ngày tại vì á, chúng ta thì hay trên cái suy nghĩ, hay trên cái phân biệt của mình, cho nên á, có khi nghĩ lợi cho là lợi cho chúng, nhưng mà cuối cùng lại hại cho chúng, nghĩ là cho lợi cho mình, thực sự là lại hại chính mình, tại vì ý thức nó chi phối, nó dẫn dắt. Nếu có cái công phu chỉ tham thiền để gọi đầu khởi nghi tình, chính nghi tình, rồi tất cả tùy duyên, cho dù mình thấy giống như bị thất bại, thực ra không phải là thất bại, chính cái đó là cái nhân tố để đem đến thành công, chính cái đó là cái để chúng ta có thêm kinh nghiệm trên sự công phu, trên sự tu tập, mà đâu có biết đó là tốt hay xấu đâu. Nên có cái câu chuyện mà tái ông thất mã vậy, đầu tiên á, ông mua một con ngựa cho con ông chơi, ngựa đó chơi mua về rất là mắc tiền, thành lần con ông chơi sao rồi cột dây sao nó còn xúc dây nó chạy mất vô trong rừng rồi mất ngựa. Đầu tiên là mua và mất ngựa là coi như là xui, là không tốt, là mất. 3 bữa sau nó dẫn về thêm con ngựa khác, cái là có ngựa rồi lại vui mừng lên cho là may, cho là may có con ngựa, mà con ngựa này còn giỏi hơn con ngựa muốn mua nữa, nó tốt hơn nữa, mà đều là ngựa rừng hoang mà con nó thích, lên để huấn luyện ngựa, lên tập cỡi hay sao nhảy té ngửa ra gãy chân, rồi là bây giờ xui do bị gãy chân á, mà tới cái tuổi đi lính
kêu lính thì nó được không bị đi lính, cái là hên. Cho nên những cái ở trên cái thế gian, cái nào cũng vậy, mình không có rõ, không có biết á, mình chỉ chịu theo cái ý thức của mình, theo cái ngã chấp của mình, trên cái cảnh, trên cái duyên được mất đó mà buồn vui, giận hờn phiền não, cả đó đều là vô minh, đều là ngã chấp cả. Những câu chuyện thế gian nói lên đó để cho cái người thế gian biết tự điều hòa, mà cái điều hòa đó nó không có đi đến cái sự giải thoát. Điều hòa nó chỉ là trên cái bình thường thôi, trên cái giống như là phải cho là đánh đồng, ức chế, đè nén cho nó đồng đối với Phật pháp đó. Nó không có là cái gì, tất cả đó nếu mà có sự tu tập á, nó không có cái ngã thì không có đồng. Tại vì á, chỗ này chư tổ cũng ví dụ, vì có hai mới nói có khác, vì có hai mới nói có đồng, tại vì vẫn là tương đối, vẫn là năng sở. Nếu ta triệt tiêu hoàn toàn tương đối năng sở thì cái bản tánh chân như nó rõ ràng, xưa nay đâu có hai, đâu có khác, chưa từng sanh diệt. Nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật mới nói chư pháp từ xưa nay vốn là tướng tịch diệt, tịch diệt tướng. Cho nên lục tổ khi mà nghe xong kinh Kim Cang là ngài tự tánh vốn tự thanh tịnh, tự tánh luôn thanh tịnh, luôn sanh vạn pháp, chẳng sanh diệt, tự tánh đâu có sanh diệt đó. Nào ngờ xưa nay nó vốn chẳng có sanh diệt, vốn thanh tịnh, vốn chẳng luôn sanh vạn pháp, vân vân. Thì đó là khi mà ngộ được cái tự tánh thì nó rõ ràng như vậy, chứ không phải đem ra để mà bình đẳng, đem ra để mà như thế này, đem ra như thế kia. Chứ chữ bất bình đẳng và bình đẳng đều nằm trong tương đối. Cho nên nó phụng sự chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật, đó là cái sách tấn và khích lệ trên cái sự công phu, trên sự tu tập. Thì đối với người tu chưa có biết về cái pháp thực hành, thì chưa biết về cái Phật pháp á, tức là chưa có tin tự tâm, nói chung là chưa có tin tự tâm. Thực ra tin tự tâm giống như lục tổ nghe câu kinh Kim Cang, tự nhiên tâm mở khai, rồi mình vô mình đọc hoài nhưng mà không có thấu, không có thấm, một chút xíu cũng không biết nữa, vẫn chạy theo mê tín, vẫn chạy theo ngã chấp si mê. Nên nói về tin tự tâm đây cũng là tâm được khai mở đó, được khai mở thì ngay đó có thể vào. Mà cái tâm còn chưa được khai mở thì Phật phải phương tiện, tất cả lời nói đều là lời phương tiện, phương tiện để chỉ cho chúng sanh hướng đi, phương tiện để định hướng mà, để chỉ hướng mà, thì cứ đi 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 sẽ nhìn thấy. Bây giờ đứng tại chỗ làm sao mà thấy biết cái gì, biểu leo lên núi thì cứ leo lên đi, leo lên nó sẽ thấy được xa. Bây giờ ở dưới này, trên kia nói tôi thấy bên kia có sông, có biển, còn đứng ở đây núi dưới chân núi có thấy được gì đâu, cây nhà che hết trọi trơn. Ông nói dốc, ông nói bậy mà không chịu đi, leo lên nó mới thấy. Leo lên giữa chừng núi sẽ thấy xa hơn một chút, theo cái người đó ta nói. Thì leo lên tới đỉnh, đỉnh đó, thì mới thấy được tám phương bốn hướng, hướng nào không thấy cả. Tức là phải có sự đi, tức là có công phu, có công phu ta mới thể nhập được lời Phật, lời tổ, lời thiện tri thức. Nếu không có công phu, không có đi đến thì không thể nào thấu được, hiểu được, hội được cái lời Phật, lời tổ. Thì cái vấn đề chúng ta phải thực hành, nó là cùng sự chúng sanh, cúng dường chư Phật, cũng là cái nghĩa đó. Bây giờ đã hết giờ, xin chào quý thầy, quý sư cô, quý bạn đồng tham. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.